Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 26 tác phẩm truyện Già Diện Hoàng Kim phần 2 của tác giả Trường Lê. Chương 164 Trận đấu tay đôi Quay trở lại hiện tại, Vượng sau khi cởi trói có thể tự đi được. Toàn cỡ mắc an trên lưng, Nam đi sau, nhưng mới bước được vài bước, chân thì một bóng đen lao vụt tới. Nam quay đầu lại còn chưa kịp định thần thì cốp, lĩnh nguyên một đòn cùi trò và giữa chán, Nam mắt trận ngược toàn lòng trắng rồi đầu gục người xuống. Kẻ vừa ra đòn đưa tay túm lấy Nam, đi đằng trước ngay khi phát hiện bạn mình bị đánh, toàn nhanh chóng đưa tay ra sau lưng quần rút súng. Kẻ vừa hạ gục Nam chỉ với một đòn không ai khác chính là Hoàn. Không chỉ vậy Hoàn còn đẩy Nam về phía toàn hồ, ngăn không để toàn hồ kịp dùng súng, lấy Nam làm lá chắn, nhanh như cắt Hoàn lao về phía toàn một tay giữ bác an trên lưng tay cầm súng đỡ lấy nam chỉ chờ đúng thời cơ ấy hoàn từ phía sau nam lách ra hắn bật cao tung chân đám mạnh vào tay cầm súng của toàn khẩu súng băng ra xa lực đá là cực kỳ mạnh trước kỳ phòng thủ lãnh nguyên cú đá khiến bàn tay của toàn đau đến tê dại vượng mau chạy đi toàn hét lên đồng thời toàn hạ bác an cùng nam nằm xuống đất nhận thấy đối thủ muốn nhắm đến khẩu súng toàn cũng lao về phía đó xuất phát trước nên hoàn nhanh hơn hắn chạm được vào khẩu súng trước tuy nhiên toàn cũng không để yên khi túm lấy được tay của hoàn cả hai giằng co với thể hình to lớn hơn mặc dù không nhanh nhẹn bằng hoàn thế nhưng khi cận chiến thì sức mạnh thể lực của toàn lại chiếm được ưu thế toàn giữ chặt lấy tay của hoàn không để hoàn có cơ hội bóp cò đồng thời bẻ ngược hướng nòng súng quay đầu về phía hoàn ngón tay toàn ấn chặt vào ngón tay đang luồn vào trong cò súng của hoàn toàn nghiến răng ấn mạnh thế nhưng không thể bắn bởi trước đó hoàn đã nhanh tay gạt lấy khóa an toàn cạch hoàn ấn vào nút nhỏ nằm ngay phần báng súng để lấy ra băng đạn không chịu kém cạnh toàn cũng nhanh chóng rút chốt trên thân súng rồi lấy ra phần thân trên của súng chỉ trong vòng chưa tới ba giây cả hoàn và toàn đã cùng lúc tháo rời các bộ phận của khẩu k 54 một màn chào hỏi ra mắt đủ để xét thấy cả hai khá cân tải cân sức thằng khốn mày cũng được đấy toàn thả phần súng vừa được tháo rời xuống đất nhìn hoàn nói kịch hoàn cũng làm điều tương tự khi quản đi băng đạn của một phần của khẩu súng ra xa bởi lúc này ý định dùng súng của cả hai đã không còn hữu dụng hoàn nói với toàn mày là thằng nào Tao nhớ chưa từng gặp mày trước đây. Tại sao mày lại trõ mũi vào chuyện này? Toàn nhếch mép cười. Tao là ai không quan trọng. Nhưng tao chúa ghét những thằng đánh đàn bà và làm hại trẻ con. Rất tiếc là mày lại phạm vào cả hai điều đó. Một thằng vô liêm sỉ như mày, không có đủ tư cách để biết tao là ai. Hoàn trừng mắt. Lại thêm một thằng đạo lý. Có vẻ như bất cứ ai có liên quan đến lão hùng đều thích ra vẻ cao đạo. Hóa ra mày cũng chỉ là con chó của lão ta. Tính bán mạng cứu lấy người nhà lão để lấy lòng à? <laughs> xem ra bằng dù võ đường đã đóng cửa nhiều năm nhưng lão ta vẫn thu nạp được nhiều chó trung thành phết nhỉ được thôi đằng nào thì cũng lâu rồi tao chưa tìm được đối thủ mày khiến tao nóng máu và thấy khó chịu sửa mày trước vậy toàn khẽ đưa mắt nhìn thì thấy vượng vẫn đứng đó bên dưới đất là bác an và nam vẫn đang nằm bất động vượng chạy ngay đi chỗ này không nên ở lại toàn nói vượng đáp cháu cháu không thể đi được bác an với chú này còn nằm ở đây cả chú nữa cháu muốn ở lại toàn lưu mắt nhìn vượng nhưng rồi ngay sau đó mỉm cười toàn nói cũng được nhưng nhớ đừng làm chuyện gì dài dột đấy nha yên tâm chú sẽ xử lý thằng khốn này nhanh thôi nhanh sao hình như mày hơi kiêu ngạo thì phải thằng to xác kia nói cho mày biết tao từng đánh gục nhiều thằng còn đua con hơn cả mày Hoàn cười khẩy toàn bài tay kêu răng rắc đoạn đát. vậy sao tao biết là mày có bản lĩnh cũng như khả năng làm điều đó chỉ có điều tao không tự kêu mà đã tự tin còn những thằng mày đánh bại rất tiếc chúng nó cũng không phải tao dùng hết khả năng đem tất cả những gì mà mày có ra đây bởi vì tao không biết nương tay là gì đâu rất lời ngay lập tức toàn lao vào hoàn như một con hổ nhai nanh giơ vuốt tấn công con mồi bốp tung cú đấm chay không chút kỹ xảo chỉ là một cú đấm bình thường nhưng lực đấm không khác gì búa tạ hoàn không né hắn có muốn thăm dò đối phương nên đưa hai lòng bàn tay ra đỡ cú đấm của toàn khiến cho cả người hoàn bị đẩy lùi về phía sau hoàn trợn mất lông mày khẽ giật giật khi hai lòng bàn tay đang run lên sau khi đỡ trọn cú đấm của toàn sau đòn đầu tiên hoàn cay cú nhận ra những gì mà toàn vừa nói không phải khoa trương hay dọa nạt hắn nói đúng hắn khác với những đối thủ của mình trước đây hắn không phải dân thể hình bình thường mà là một tay đấm được luyện tập bài bản không nghĩ được rằng cái thân hình cục mì kia lại nhanh đến như vậy hoàn nghĩ trong đầu phía đối diện toàn nói sao thế mới ăn một đấm mà đã đưa cả người ra rồi mày làm tao thất vọng đấy hoàn đáp mày không phải là đệ tử của lão cái đánh của mày không giống với lão ta toàn cười Hơ, gì cơ ý mày nói tao là đệ tử của sếp hùng hả à? <laughs> thằng điên để tao nói cho mày biết người dạy võ cho tao còn khủng khiếp hơn sư phụ của mày nhiều Thằng Phản Phúc, kết thúc chuyện này đi, ta còn phải quay về chỗ làm để sửa xe nữa kìa. Toàn tiếp tục chủ động lao vào, nhận diện được sức mạnh của đối thủ, Hoàn biết mình cần phải nghiêm túc, thậm chí là phải sử dụng những đòn hiểm bởi đối thủ của Hoàn không phải thay mơ. Thủ thế theo cách đánh của Bôi Thái, đưa hai tay lên trước cằm, song song với thân người, thân đứng thẳng, mắt nhìn tập trung vào đòn đánh của Toàn. Cốp. Vẫn chỉ sử dụng cách đánh chay thiên về thể lực, Toàn tung cú đấm nhằm thẳng vào mặt của Hoàn, nhưng khác với lần trước, lần này Hoàn nhanh chóng đưa cùi trò ra để đỡ đòn, nắm đấm của toàn trúng ngay cổ trò của hoàn chủ động tấn công nhưng toàn mới là người bị đau chưa kịp thu tay lại toàn đã bị hoàn dùng cú đá thấp tấn công và bắp chân bên trái chát lực đá của hoàn khá mạnh tuy nhiên toàn cũng là một người chăm luyện tập thể chất thế nên các thớ cơ các phần bắp tay bắp chân vô cùng rắn chắc đòn đá chỉ khiến toàn cảm thấy ê ẩm nhưng nếu là người bình thường chắc có lẽ đã bị hoàn đá cho sụi cả chân rồi hoàn có thân hình nhỏ hơn toàn hắn di chuyển cũng nhanh hơn giống như trương cách đánh của hoàn thiên về tốc độ có điều hoàn khá hơn trương rất nhiều vì đòn đánh nhanh mạnh luôn nhắm vào các điểm trọng yếu của đối phương ngoài ra các bước di chuyển của hoàn cũng nhanh lẹ và uyển chuyển hơn hắn áp dụng cùng lúc cả hai môn võ là môi thái cùng vệt võ đạo vào trong thực chiến toàn nghĩ trong đầu chẳng trách nó có thể đánh vỡ hàm thằng trương một cách nhanh chóng như vậy nếu là trước đây cho dù có nhìn hơn về thể lực nhưng chỉ cần một sơ suất mình sẽ bị đánh gục ngay lập tức trước giờ mình vẫn luôn nghĩ sức mạnh hình thể sẽ ăn đứt kỹ năng tuy nhiên khi đối diện với những kẻ ra đòn triệt hạ thì như thế chưa đủ bởi thể hình lớn đồng nghĩa với tốc độ sẽ giảm khi đó xoay sở sẽ chậm chạp. Tuy nhiên giờ mọi chuyện đã khác. Một cơ hội tốt để thực hành những gì lão phúc truyền dạy. <laughs> Bốp. Hự. Toàn đốt bụng sau khi hoàn tung đòn đập thẳng. Sao vậy? Mày chỉ có thế thôi à? Hoàn khiêu khích, Toàn khẽ nhoẻn miệng cười. cười. Được rồi, đến lượt tao. Chương 165. Máu. Bên trái cô đá chân phải. Ông Phúc vừa né đòn vừa đọc rõ từng cú đánh của Toàn. <laughs> Sao ông lại biết? toàn vừa thờ hồn hển vừa hỏi khi mãi mà không thể chạm được vào người ông phúc bởi không gian trong phòng khá rộng mà ông phúc thì lại di chuyển rất lanh lẹ và còn như biết trước toàn sẽ đánh vào đâu đấm hay đá ông phúc trả lời bởi vì tôi có thể đọc được các bước di chuyển của cậu trong võ thuật để không bị đánh bại thì điều đầu tiên chính là không bị đánh trúng tất nhiên làm được như vậy thì cần phải có bộ kỹ năng né đòn hoặc phòng thủ tốt phòng thủ sẽ thiên về sức mạnh thể chất đại loại như việc cậu kiên trì luyện tập nâng cao giới hạn bản thân khiến cơ thể săn chắc cứng rắn hơn hạn chế tổn thương ở những vị trí dễ bị đánh trúng còn né đòn lại dựa vào đội nhanh nhạy sắc bén trong đọc tình huống phán đoán hướng ra đòn của đối thủ để di chuyển trước khi đối phương tung đòn đánh không chỉ vậy khi đoán được đối phương sẽ đánh vào đâu sử dụng đòn đánh nào ngoài việc né đòn cậu còn có thể phản đòn ngay lập tức có thể làm như vậy thật sao toàn tròn mắt ông phúc cười tất nhiên là được nhưng với điều kiện luyện tập nhiều và có quan sát tinh tường toàn tiếp đó là lý do vì sao ông lại có thể né đòn của tôi và thằng trương dễ đến như vậy ông phúc gật đầu đúng vậy nhưng đó là do bộ kỹ năng của các cậu vẫn còn kém nói thẳng ra là trình độ chỉ hạng gà chứ nếu gặp cao thủ thì rất có áp dụng bởi vì cao thủ họ sẽ có cách giấu đi chuyển động hoặc dùng chính tốc độ để khiến đối phương không đọc được tình huống tuy nhiên học được cách đọc di chuyển cũng là một bước tiến lớn trong võ thuật rồi nó sẽ có ích cho cậu khi tốc độ của cậu bị hạn chế bởi thể hình to lớn toàn hô hởi dạy cho tôi đi tôi muốn học ông phúc đáp được rồi chẳng phải chúng ta luyện tập là vì mục đích này sao tập trung nhìn kỹ di chuyển của tôi bắt đầu đọc vừa chịu đoàn toàn vừa nhớ đến lúc luyện tập cùng những lời chỉ dẫn của ông phúc trong khi đó hoàn vẫn liên tiếp ra đòn hết đấm lại đá toàn vẫn kiên trì phòng thủ một cách bền bỉ mặc cho trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím bởi đòn đánh từ phía hoàn bắt đầu của mày đây sao hả à, thằng bị thịt mày thậm chí còn không đánh được tao cái nào nhìn mày xem có giống bao cát cho tao tập đấm không hả hoàn vừa đánh vừa lên giọng ở phía sau vượng thấy chú thú bị nãy giờ bị đánh đến không chống trả được thì hét lên chú thú chú sao vậy sao chú không đánh lại hoàn nhếch mép cười Tại vì nó biết không thể đánh được tao chứ sao nữa. Thằng khốn này xem ra cũng lì đòn đấy. Nếu là người khác thì đã gục từ lâu rồi. Được thôi, nếu như mày không đánh trả thì tao sẽ kết thúc nhanh luôn tại đây. Hoàn vung chân phải khẽ xoay chân trụ tính đá một cú quét ngang nhắm vào phần mạn sườn của Toàn khi nhận ra Toàn đã có vẻ thấm đòn nên việc phòng thủ bị sơ hở. Chúng về đòn này chắc chắn xương sườn của Toàn sẽ dạn nặng hơn là gãy. Hoàn hét lớn, hắn dồn hết sức vào cú đá nhắm thẳng vào mạng sườn của Toàn. Cốp, là người tấn công nhưng hoàn lại hét lên đầy đau đớn sau một khoảng thời gian cắn răng chịu đòn cuối cùng toàn cũng phản công nhưng tình huống phản đòn lại bắt nguồn từ chính việc đỡ đòn không phải toàn sơ hở mà toàn cố tình tạo ra sơ hở ngay khi hoàn vung chân xoay chân trụ là toàn đã biết hoàn sẽ đánh vào đâu và thế là toàn dùng chính cùi trò của mình đỡ cú đá của hoàn một đòn cùi trò vừa thủ vừa công khi hoàn dồn hết sức để đá nhưng ống đồng lại bị cùi trò của toàn ngăn lại loạng choạng hoàn đau đến đổ mồ hôi hột một chân cà nhắc đứng không vững sau khi đá trúng vào cùi trò của toàn hoàn cắn răng gằn giọng thằng chó sao sao mày toàn cười. cười, sao thế đau rồi à nãy giờ bố mày chịu đòn đâu phải chỉ để đóng vai bao cát tao chấp nhận để bị đánh là vì muốn nắm được cách di chuyển của mày <laughs> giờ thì tao biết được rồi hoàn giật giật mắt bên trái sau vài giây cơn đau ở ống đồng chân phải cũng đã giảm bớt thế nhưng chân phải của hoàn không còn linh hoạt như trước hoàn cố gượng cười tỏ ra là mình ổn vậy sao ăn may được một quả mà đã huynh hoàng thế rồi ý mày là đã bắt bài được tao ăn đòn nhiều quá hóa sàng rồi hả con Hoàn tiếp tục lao vào chủ động tấn công, khác với lúc trước. Không những không phòng thủ mà toàn còn buông thõng hai tay chờ đợi. Với cái chân vẫn còn nhói đau sau so pha cùi trò của Toàn, Hoàn nhăn mặt ra đòn mà không nhận ra một điều, tình thế hiện tại đã xoay chuyển. Điên cuồng đấm đá nhưng không một đòn nào của Hoàn đánh trúng được Toàn. Thậm chí có lúc Hoàn còn chưa ra đòn, Toàn đã di chuyển để né. Điều này khiến Hoàn tẫn thở. Càng không đánh trúng, Hoàn càng nổi điên, mấy năm nay hắn tung hoành ngang dọc đã hạ đo ván không biết bao nhiêu tên đầu đảng sưng sỏ nhờ đó kéo theo cả đống đàn em lúc nào cũng tôn sùng quỵ lụy hầu hạ nghe theo lời của hắn vậy mà giờ hắn có cảm giác như bất lực trong một trận đánh tay đôi mà mới cách đây có vài phút hắn còn liên tiếp cho đối thủ ăn đòn không kịp trở tay toàn nói chân mày bị thương rồi tao cũng không muốn đánh tiếp với một thằng què chẳng vẻ vang gì Tốt nhất là mày nên cút đi nhớ từ nay về sau đừng động vào gia đình xếp hùng coi như hôm tao tha cho mày một lần cút Hoàn xứng người nghe những lời nói của Toàn đối với Hoàn. Lúc này giống như một sự sỉ nhục. Mà dù biết Toàn nói đúng, chân phải quán có lẽ đã bị dạn xương ống đồng. Ha <laughs> ha, thằng chó, mày nghĩ mày là ai mà đòi tha cho tao? <laughs> tao, tao sẽ giết mày. Hoàn cười như điên dại, không còn giữ được sự bình tĩnh. Hoàn nghiến răng trận mắt lao vào Toàn. Không ai ngờ được rằng hắn đã thủ một con dao Thái Lan ở phía sau lưng quần. Con dao bị vạt áo che đi. Khi tiếp cận gần với Toàn, thu tay về sau, những tưởng hắn chuẩn bị cho một đòn đấm nhưng lúc buông tay hoàn đồng thời rút dao đâm thẳng vào mặt toàn tình huống xảy ra quá bất ngờ chú tú cẩn thận hắn có dao đó phập máu chảy xuống từng giọt long tòng đỏ cả nền đất trong ngôi nhà hoang vượng hét lên kinh hoàng chú chú tú ơi chương 166 bản lĩnh con dao dài chừng 20 cm đâm xuyên qua lòng bàn tay phải của toàn khi toàn đưa tay ra để đỡ cú đấm của hoàn nhưng không ngờ hoàn lại thủ dao mũi dao nhọn hoắt chỉ còn cách mặt toàn chừng vài cm dùng tay trái toàn túm chặt lấy cổ tay của hoàn rồi siết mạnh ánh mắt toàn lầm lì đến mức đáng sợ mặc cho máu từ lòng bàn tay vẫn đang chảy tong tong xuống nền đất ngược lại thì hoàn đang run sợ sự lạnh lùng của toàn dù bị đâm trúng nhưng vẫn không biểu lộ chút cảm xúc đau đớn nào khiến hoàn thất thần tao tóm được mày rồi thằng chó toàn nói tay phải nắm trọn lấy tay của hoàn mặc ghệ con dao đâm nút cán tay trái vật sức hai tay kết hợp với nhau toàn trận trừng mắt nghiến răng hét lớn gãy này con tay phải bè ngược lên tay trái giật xuống hoàn mặt mũi tái xanh khi hắn nghe rõ một một tiếng xương cổ tay của mình vừa bị bè gãy à toàn buông tay ra cũng là lúc bàn tay phải của hoàn gập hẳn xuống mềm mọt so với phần cổ tay nhìn vào lòng bàn tay của mình nhìn con dao vẫn cắm vào đó máu điên trong người toàn hồ sôi lên sùng sục mặc cho hoàn ôm cánh tay vừa bị bè gãy nằm quằn quại dưới đất toàn lúc này mới bộc lộ đúng với cái bản chất giang hồ hung hãn năm xưa vùng chân toàn cứ thế xuất thẳng vào bụng và mặt và đầu hoàn một cách không thương tiếc hoàn lúc này chỉ biết nằm im chịu trận máu mồ máu mũi chảy ra vương vãi khắp sàn nhà giờ trần toàn dẫm dày lên mặt hoàn xoay đế giày toàn gần giọng mày thích chết tao sẽ cho mày chết máu mềm nhoe nhoe dính cả vào giày và từ từ rút con dao trong lòng bàn tay ra nằm dưới đất hoàn dường như chẳng còn đủ sức để mà thở nữa <laughs> hoàn dên gì có muốn nói cũng không nói được vì đang bị toàn dẫm lên mặt vượng nãy giờ nhìn chú tú đánh người một cách dã dạ man không chút thương xót cũng hoàng hồn đứng chết lặng đi nhưng khi thấy chú tú rút dao ra tính đâm người thì vượng lấy hết can đảm chạy lại đứng chắn trước mặt chú tú chân tay run lẩy bẩy vượng nói lắp bắp đừng dừng dừng lại đi chú chú sẽ giết chết anh ta mất toàn đáp đó là điều mà chú muốn làm ngay lúc này. Thằng chó, mày phải chết. Cháu quên là nó định làm gì với cháu rồi sao? Tránh ra đi nhóc. Loại người này không đáng được sống. Giết nó coi như trừ đi một mũi hỏa về sau. Vượng rơm rớm nước mắt. Không, chú, chú không được giết người. Cháu, cháu không muốn chú phải đi tù. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giết người vẫn là điều sai trái. Anh ta cũng không còn sức chống cự nữa rồi. Cháu xin chú. Toàn nhớ lại. Anh Phong, anh đã giết người bao giờ chưa? Toàn hỏi Phong lôi. Phong đáp. Chưa từng. Nếu tính tới thời điểm hiện tại. Toàn ngạc nhiên. Không phải chứ. Em nghe nói anh từng là tay loại bỏ rất nhiều tên sừng sỏ để giúp tư lão giành lấy địa bàn. Còn một mình lao thẳng vào băng nhóm giang hồ, lúc đi ra bên trong nằm hết. Chỉ có anh lôi tên đại ca người bê bết máu quảng giữa đường trước sự chứng kiến của đám đàn em. Nói chưa giết người em không tin. Phong mỉm cười trả lời. Đúng là có chuyện đấy. Thế nhưng anh chỉ đánh chúng bị thương. Có nặng, có nhẹ. Chưa chưa từng giết ai cả. Bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, giết người cũng là sai trái. Với nữa, khi đã giết người thì sẽ không thể quay đầu lại. Còn tất nhiên, cuộc sống cũng như công việc mà chúng ta đang làm, luôn có biến động. Có những lúc bị dồn vào chân tường thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng anh có một quy tắc, nếu buông được thì hãy buông, tha được thì nên tha. Cũng là tự cho mình một con đường lui. Toàn buông dao, nhìn vượng thở hắt ra, toàn mỉm cười. Cảm ơn nhóc, suýt chút nữa thì chú phạm sai lầm rồi doạt toàn túm áo hoàn rồi xé một miếng vải áo tự băng bó vết thương ở lòng bàn tay phía bên kia nam cua rơ cũng mơ màng mở mắt sau khi bị đánh ngất đi cũng một lúc khá lâu ôm đầu vẫn còn đau điếng nam nhìn ngó xung quanh thấy toàn người ngậm dính đầy máu bên dưới đất là một tên nằm bất động nam úa ớ ờ đã, đã xảy ra chuyện gì vậy Toàn ngồi phịch xuống thở phào. ông tỉnh rồi hả? Tôi tưởng đâu ông ăn quả cùi trò đấy là ông mất trí nhớ luôn rồi chứ. Có nhớ được chuyện gì không? Ờ, tôi bị đánh ngất à? Cùi trò là sao? Toàn cười. cười. Thôi, để sau đi. Tình là tốt rồi. Giờ tôi có việc muốn nhờ ông đây. Giúp tôi đưa bà bác này vào bệnh viện được không? Nhớ tiền ông cũng vào đó kiểm tra lại xem sao. Nam chỉ tay về phía Hoàn đang nằm một đống. Nam hỏi, nó là thằng nào vậy? Trong lúc tôi ngất đi, ông đánh nhau với nó sao? Toàn tiếp là thằng chủ mưu bắt cóc đấy cũng là thằng đánh ông hất xỉu nhìn tôi tay tôi thế này mà còn hỏi à thôi đi nhanh đi Đoạn toàn nói với vượng cháu đi cùng với chú này nhé chú ấy là bạn thân của chú hoàn toàn có thể tin tưởng được vượng hỏi vậy vậy còn chú thì sao chú không đi cùng cháu à toàn lắc đầu không giờ chú bảo viện sẽ thêm rắc rối hơn nữa chú cũng ghét bệnh viện vượng ấp ứng. Thế, thế thế còn người kia ý nói hoàn thì sao ạ à? nếu để anh ta nằm đó cháu sợ Vượng nói đúng. Hoàn bị toàn bè gãy một tay, chân cũng bị thương do dạn xương ống đồng, chưa kể đến vô số đòn đá vào bụng với mặt. Để Hoàn nằm đây cũng không ổn, không còn cách nào, toàn thở hắt ra. Thì cũng đành phải đưa nó đến bệnh viện chứ sao. Được rồi, thu dọn sạch sẽ hiện trường. Tôi sẽ đi cùng mọi người đến bệnh viện. Nhưng nói trước tôi không vào đâu. Nam gắt. Mẹ sư nhà ông, cái đống này do ông gây ra, giống đổ hết lên đầu tôi là không được đâu nhé. Còn không báo cho công an nữa. Rồi vào đó lỡ đâu người ta quy tội cho tôi thì sao? Ông tự đưa nó vào viện, tôi chỉ trở đi thôi. Toàn cợt nhà. <laughs> ông thừa biết mà, thôi. Giờ trong người tôi có hàng nóng, và đó không tiện. Hay cho tôi, tôi gửi trên xe ông được không? Nam cào nhau. Cũng không được. Để cái của nợ đấy trên xe tôi sao được? Toàn cười cười. Thế mới nói, được rồi, ông không phải lo. Chỉ cần ông đưa hai người họ vào viện, sẽ có người đến chịu trách nhiệm phần còn lại. Nam hỏi, ai? Toàn chỉ tay sang vượng đáp. Bố của thằng nhóc này chưa ai, Yên tâm đi, đã bao giờ tôi lừa ông chuyện gì đâu. Chiến hữu bao nhiêu năm, giúp nhau đi mà. Nam hậm hực. Mãi kiếp, lần béo nào dây vào ông cũng toàn rắc rối. Còn bị đánh ngoan nữa. Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy. Lần sau gọi, đếch nghe máy nữa đâu. Toàn cười hình hịch. <laughs> Thì nốt lần này trong tháng. Giận thôi ông làm đếch gì có bạn mà giận. Nhà từng bộ phận của khẩu K54 xong giáp lại hoàn chỉnh. Nam với vượng diều bác an ra xe. Toàn cẩn thận trói tay hoàn lại mặc dù hoàn đã mất tình nhân sự trong lúc đưa hoàn ra xe toàn thấy trong túi hoàn có tận ba cái điện thoại một cái là của vượng trên đường đi cũng đã gần 12 giờ toàn đưa điện thoại cho vượng rồi nói gọi cho bố cháu đi chắc có lẽ giờ này bố cháu đang lo đến điên người rồi đấy à, giờ mới thấy đau lâu lắm rồi mới đánh một trận đã đời như vậy <laughs> vừa lái xe nam vừa lầm bầm chửi <laughs> bố thằng điên chương 167 tin xấu 12 giờ 15 phút trưa Bệnh viện Việt Tiệp, phòng hưu cầu số 1115. Cạch Cánh cửa mở ra, ông Hùng lao vội vào trong, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt hớt hải. Chỉ đến khi nhìn thấy vượng ngồi bên cạnh giường đang chăm sóc bác An, ông Hùng mới yên tâm thở vào nhẹ nhõm. Đi cùng ông Hùng còn có cả chú chuyên. Bố, bố đến rồi hả? Vượng nói. Còn, còn có sao không? Bác An thế nào rồi? Ông Hùng hỏi. Cháu làm chú lo quá, lúc đến trường không thấy cháu đâu chú và tận trong trường để hỏi thì họ nói cháu trốn học từ tiết thứ ba điện thoại lại không liên lạc được chú chuyên nói vượng đáp con không sao bố ạ cháu xin lỗi chú chuyên bác an bị thương phần mềm thôi lúc vào viện bác ấy cũng tỉnh lại rồi nhưng bác sĩ vừa cho uống thuốc trong thuốc có thành phần an thần nên bác ấy ngủ thiếp đi như vậy cũng tốt chỉ có cái anh kia là bị thương nặng giờ vẫn đang được cấp cứu ông hùng nhìn trong phòng ngoài vượng bác an thì không thấy ai khác bèn hỏi Vậy người mà con nói đã đưa con với bác An vào viện đâu rồi? Vượng trả lời. À, là chú Nam. Chú ấy vừa mới ở đây xong, hình như là đi ra ngoài mua chút đồ. Chỉ có xe ô tô của chú ấy vẫn ở đây, chắc chú ấy quay lại đây bây giờ đấy bố ạ. Ông Hùng xem tình hình sức khỏe của bác An. Kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu con trai. Đúng là Vượng không bị tổn hại gì. Ông Hùng cảm thấy thật may mắn khi Vượng vẫn an toàn. Nhưng sao con lại được chú Nam đó cứu? Rốt cuộc chuyện này là sao? Vượng trả lời câu hỏi của bố, Ờ, thực thực ra ngoài chú Nam còn còn có một người nữa bố ạ mà người này thì bố cũng biết ông Hùng nhíu mày là ai vậy cả bố cũng biết là sao Vượng đáp vâng đó chính là chú tú nếu không có chú tú chắc cả kia đã cắt tay bác An rồi là cậu tú là một công ty bố ư ừ. thế chú ấy đâu rồi sao bây giờ con mới nói Vượng ấp úng tại tại vì chú tú bảo không được kể cho bố nhưng con nghĩ chuyện này không nên giấu Vậy nên chú Tú đưa bác An với gã kia vào viện xong thì lập tức ra về. Chú Chuyên thắc mắc. Nhưng sao hai người bọn họ lại biết cháu bị thằng Hoàn bắt cóc mà đến cứu? Vượng kể lại tất cả mọi việc cho bố và chú Chuyên nghe. Khi bắt đầu từ lúc chú Tú đưa cho Vượng thiết bị định vị và dặn giữ kỹ phòng khi có chuyện bất chắc, Vượng thuật lại cả trận đấu tay đôi giữa chú Tú và Hoàn. Nhưng khôn khéo giấu đi việc chú Tú có mang theo súng. Nghe xong ông Hùng thở hắt ra, cười khoái chí. À, chuyện này tôi thì không tin, cũng chẳng bao giờ tin vào mấy cái gọi là duyên số thế nhưng ngay hôm đầu tiên gặp cậu tú này trong bệnh viện tôi đã có cảm giác vô cùng thân quen mặc dù nhìn về bên ngoài cậu ta cứ như là dân giang hồ xã hội đen vậy đó lúc đó nghe bác của cậu ta nói cậu ấy vẫn chưa có việc làm nên tôi đơn thuần chỉ muốn giúp cậu ấy một công việc thế nhưng giờ nghĩ lại chính cậu ta mới là người giúp đỡ gia đình tôi chú trinh mỉm cười nghe cháu vượng kể xem ra cậu tú này cũng là người luyện võ Giờ này trong giới võ thuật vẫn có câu Anh hùng trọng anh hùng Với nữa cứ sống tốt ăn gặp may mắn Anh không tin vào duyên số chứ tôi thì có Mọi thứ trên đời này xảy đến đều là do duyên cả đấy Thôi như thế là may mắn rồi Cháu Vượng vẫn an toàn không ai làm sao cả À mà còn thằng Hoàn Anh định tính sao Chú Chuyên vừa hỏi xong thì cửa phòng mở, Nam Cô Rơ bước vào. Thấy trong phòng có hai người lạ, nhìn vào quần áo cũng như bộ dạng nam đoán được người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng quần âu này chính là ông hùng bố của vượng vượng giới thiệu bố ơi đây là chú nam bạn của chú tú là người đã cứu con và đưa bức ăn vào bệnh viện ông hùng vội đứng dậy đưa tay ra bắt tay nam ông hùng nói chào cậu tôi là hùng bố của cháu vượng gia đình tôi biết ơn cậu rất nhiều nhớ có cậu mà hôm nay con trai tôi mới bình an vô sự nam đáp à chào anh thực ra tôi chỉ đi theo phụ một tay thôi cũng không có gì đâu anh đừng bận tâm tôi vừa đi đến phòng cấp cứu thằng khốn bắt cóc con trai anh hiện tại đã được đưa về phòng yêu cầu ngay bên cạnh phòng này tôi nói với bác sĩ là nó bị tai nạn giao thông được biết thằng khốn này cũng có liên quan đến gia đình anh nên tôi vẫn muốn để anh tự quyết định anh có thể báo công an bằng chứng tôi có chụp lại được ở hiện trường lưu trong máy tôi sẽ cung cấp cho anh có điều nó bị thằng bạn tôi ra tay hơi nặng gãy cổ tay nứt xương ống đồng cùng với đó mà một đống vết thương trên mặt mặt mũi xương hít. Chắc phải một hai tiếng nữa mới tỉnh lại được Ông Hùng nói Vâng, rất cảm ơn cậu Việc báo công an có lẽ không cần đâu Không giấu gì cậu, nó chính là học trò của tôi ngày trước Chuyện này xảy ra cũng có một phần trách nhiệm của tôi Nếu được xin cậu tạm thời được đưa công an vào cuộc Tôi muốn nói chuyện với nó trước Nam gật đầu Ok thôi, tôi tôn trọng quyết định của anh Đây là các visit của tôi Nếu cần hỗ trợ gì anh cứ liên lạc Còn bây giờ việc của tôi ở đây đã xong Anh đến rồi thì giao lại hết cho anh Tôi có việc phải đi Ông Hùng vội vã Ờ kìa khoa đã, cậu đã giúp gia đình tôi, tôi xin đừng hậu tạ để tỏ lòng biết ơn. Nam mỉm cười. Không cần đâu, đều là người Hải Phòng cả. Với nữa nếu muốn cảm ơn thì ông anh phải cảm ơn thằng bạn tôi mới đúng. Vậy nha, giúp nhau tình cảm là chính, không nên đằng nặng vấn đề ơn huệ. Sau này có việc cần nhờ, biết đâu tôi sẽ lại tìm ông anh. <laughs> chào nhóc nha, anh hơi nảy nhóc rồi đấy, nhưng như vậy vẫn là nguy hiểm. Ba nhóc. Nam chào mọi người rồi rời khỏi bệnh viện. Ông Hùng sang phòng bên cạnh, lúc này Hoàn vẫn đang hôn mê và được y tá chăm sóc. Ông Hùng nhận ra mình là người nhà của Hoàn, Nhìn Hoa nằm trên giường bệnh, ông Hùng thở hắt ra, khẽ nói. Năm năm không gặp, đến khi gặp thì lại gặp trong tình cảnh này. Đây là điều mà cậu mong muốn sao, Hà Hoàn? Tại ngôi nhà mà ông Phúc, Trương và Toàn đang ở, Toàn quay về với cơ thể để đầy vết bầm tím cùng bàn tay băng bó tạm bỡ. Máu vẫn còn gì ra thâm hứt cả mảnh vải áo. Phịch, Toàn thả lòng người, ngồi thụp xuống ghế sofa. Tờ đầu vào sau ghế rồi thở vào. Mẹ kiếp, phải xử lý vết thương nhanh, kèo nhiễm trùng thì khốn. Ông Phúc đi ra, nhìn thấy toàn người mang thương tích thì vội hỏi. Cậu sao vậy? Đánh nhau với ai à? Toàn cười. cười, đúng là đánh nhau. Nhưng mà may quá, ông đây rồi. Giúp tôi xử lý vết đâm này cái. Tôi vừa đi cứu thằng con Lão Hùng, nó bị bắt cóc bởi chính đệ tử của Lão Hùng ngày trước. Nhưng phải nói, thằng quát này cũng khá thật. Nhìn thư sinh thế mà liều lĩnh ra phết. Mấy thằng kia cứ nghĩ ép được nó ra khỏi trường nhưng thực ra thằng nhóc mới là người chờ đợi chúng tìm đến lấy hộp thuốc khử trùng trong nhà có sẵn cả chỉ khâu dùng trong y tế ông phúc khâu sống vết thương cho toàn vừa khâu ông phúc vừa nói để lấy được lòng tin xem ra cũng chịu không ít đau đớn nhỉ nhưng đây sẽ là một bước tiến lớn để chúng ta có thể tiếp cận gia đình tây hùng và con trai phong đôi sau này toàn hỏi thái bình vẫn chưa có tin gì của thằng khốn đó sao ông phúc trả lời có rồi, thế nhưng lại là tin rất xấu cho chúng ta. Chương 168 Tạm biệt Khẽ cử động bàn tay sau khi ông Phúc băng bó xong, Toàn hỏi Tin rất xấu cho chúng ta là tin gì vậy? Ông Phúc cất lại bông băng, thuốc sát khuẩn, dụng cụ y tế vào hộp, đóng hộp lại. Ông Phúc trả lời Đó là thế lực hiện giờ của Hồng Trì đã vươn tới sang tận ma cao. Sau khi tìm hiểu bằng rất nhiều những mối quan hệ thì tôi được biết. Hiện giờ phía sau lưng hưởng còn có cả xxx chống lưng. Toàn nhếch mép cười. <cười> có gì là đâu chẳng phải trước giờ hắn vẫn một tay thao túng đất thái bình hay sao nguyên cái già nào đó đớp tiền của hắn rồi khác gì tay chân của hắn đâu ông phúc lắc đầu không phải đám cá kẻ đó lần này là cấp độ cao hơn nghe sát tai toàn ông phúc nói thì thầm lời thì thầm khiến toàn ngồi bật dậy mắt mở to miệng ấp úng giọng điệu lắp bắp cái 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 gì cơ sao sao có thể ông phúc tiếp thông tin này là chính xác đấy trong vòng một tháng trở lại đây hắn liên tục có những cuộc gặp gỡ với giới thượng lưu những người có ảnh hưởng đến cả chính trị mới nghe thấy thì đúng là khó tin thế nhưng khi biết đến ở việt nam ai là người đứng sau đường dây cá độ xuyên biên giới về cờ bạc công nghệ cao có nguồn gốc từ ma cao thì mọi chuyện hoàn toàn hợp lý và hiện tại hưởng trí đang là một mắt xích quan trọng trong tổ chức này toàn nghiến răng nắm chặt hai bàn tay toàn đấm mạnh xuống bàn khiến vết thương gì mau ừ, thằng khốn được trong khi chúng ta vẫn phải trốn chui trốn nổi đến cả tên thật cũng không được dùng Vậy mắn chỉ trong vài tháng đã có thể tiến xa tới mức này. Hả chẳng phải càng ngày càng không thể đụng được tới hắn hay sao? Tôi không cam tâm. Ông Phúc thở hắt ra. Bình tĩnh lại đi. Với tiềm lực của Hường Trì không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát triển. Vươn xài tay dài ra bên ngoài biên giới. Nhưng một mình Hường không thể nào vạch ra được một lộ trình hoàn hảo như vậy. Bản thân tôi ở bên cạnh Hưởng Trì ngần ấy năm. Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện này. Đây không thể là kế hoạch một sớm một chiều. Chắc chắn nó đã được dự tính từ rất lâu rồi. Người giúp hưởng trì không ai khác ngoài thằng Tâm. Toàn gần giọng Một thằng Hường đã khó đối phó. Giờ còn thêm một thằng Tâm, mưu kế đa đoàn, luôn suy tính vượt trước thời đại. Chưa kể đến dưới trướng của bọn chúng cả một đống đàn em chân giết, ông về. Nhìn lại chúng ta chỉ có ba người. Chỉ sợ còn chưa kịp làm gì, đã bị chúng thủ tiêu. Ông Phúc đáp. Chưa khi nào tôi đánh giá thấp thằng Tâm, lúc nó còn là đàn em của bảy gấu nó đã tự tạo cho mình những cơ sở làm ăn không dính líu đến băng đẳng pháp luật trong cái lúc những thằng đàn em khác của bảy vẫn nao đầu vào các công việc như làm tín dụng đen cầm đồ bảo kê đòi nợ thuê thì tâm đã có cho mình một chuỗi nhà hàng cà phê cửa hàng thời trang việc quản lý địa bàn nó khôn khéo giao hết cho đám đàn em thậm chí còn không trực tiếp đứng ra chỉ đạo có nghĩa là cách đây năm sáu năm về trước nó đã biết tư duy thay đổi theo sự chuyển mình của xã hội các quy chế pháp tài mà nhà nước đặt ra. Cái thời giang hồ xã hội đen lộng hành bảo kê, tranh giành địa bàn đã hết rồi. Thời đại bây giờ là thời của kim tiền, của làm ăn kinh doanh và vươn tầm ra khỏi biên giới, móc nối với những thế lực khác để củng cố vị thế. Càng có địa vị, càng tiếp cận được với những người mà dân thường không bao giờ nghĩ tới việc họ lại có liên quan đến những mặt khác của xã hội. Phải nói tâm nó đã hướng cho hưởng đi một bước đi khôn ngoan. Toàn thắc mắc, nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao quan chức thậm chí là cấp cao lại dính vào mấy vấn đề nhạy cảm như thế này. Ông Phúc mỉm cười. Hừm. "Trời này để sau hãy nói. Cậu chỉ cần biết trên đời này có nhiều thứ khi muốn sử dụng thì cần phải được rửa qua, và tiền cũng không ngoại lệ. Uống thuốc đi để tránh vết thương nhiễm trùng." Hiện giờ tôi chỉ mong với bước tiến lớn này, Hương Chi sẽ không đả động gì tới vấn đề của tôi và con bé Mi. Tuy nhiên đây cũng sẽ là một con dao hai lưỡi. Bởi càng lên cao, con người ta càng muốn xóa bỏ đi quá khứ dơ bẩn. Thật không may tôi và cậu, hay tất cả những người có liên quan đến chúng ta lại là một phần trong cái quá khứ nhơ nhấp ấy của hắn. Thời gian qua hắn tập trung cho việc mong nối, liên kết với nhiều đối tác nên tạm thời bẵng đi. Chỉ sợ khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, hắn sẽ quay trở lại hành động. Khi chúng ta có được tin tức về hắn, đồng nghĩa ở chiều ngược lại rất có thể hắn cũng đã nắm được thông tin về chúng ta dù thế nào vẫn cần cẩn trọng tất cả mọi hành động hưng chỉ chưa bao giờ là một kẻ đơn giản hiện tại hắn còn đáng sợ hơn bởi bên cạnh đã có một quân sư cự phách bệnh viện việt tiệp 2 giờ chiều bác an à đã tỉnh lại và đang ăn cháo vượng hỏi ờ à, bác còn đau chỗ nào khác không ạ à? bác an cười đáp bác đỡ nhiều rồi mà sao cháu lại liều thế biết chúng nó là bắt cóc vẫn theo chúng nó đến ngôi nhà hoang đó Mai không sao, chứ nếu không bác ân hận cả đời. Tại bác, suy chua nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi. Vượng nói, bác đừng nghĩ như vậy, cháu coi bác như người thân trong gia đình, làm sao có chuyện cháu bỏ mặc bác được. Với nữa cháu đi theo bọn chúng, cũng là vì cháu đã có sự chuẩn bị. Kết quả bác thấy rồi đấy, bác cháu mình vẫn an toàn. Cháu chỉ tiếc không đến sớm hơn để bác bị chúng đánh bầm dập hết cả thế này. Bác ăn cháu đi, rồi uống thuốc, cháu để thuốc với nước sẵn trên bàn đây, bác nhé. Bác An hỏi, mà bố cháu đâu rồi? Vượng đáp, bố cháu đang ở ngay phòng bên cạnh này bác. Không giấu gì bác, cái gã chủ mưu bắt cóc bác cháu mình cũng đang nằm viện phòng bên cạnh luôn bố cháu đang ở bên đó xem xét tình hình sức khỏe của anh ta dù sao trước kia họ cũng là sư đồ bố cháu dạy võ cho anh ta mà nãy bố cháu có dặn bao giờ bác ăn xong thì gọi bố cháu sang bác ăn đi nhé dứt lời vượng chạy sang phòng bên cạnh đứng trước cửa phòng nhìn qua ô kính nhỏ vượng định mở cửa gọi bố nhưng thấy ông hùng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh khuôn mặt suy tư trầm ngâm đang tự nói những điều gì đó một mình bởi trên giường Hoàn vẫn hôn bê, chưa tỉnh. Nghĩ lại lúc Hoàn bị chú Tú chút cơn thịnh nộ, mà Vượng vẫn còn lạnh người, sờn gãy ốc. Lúc đó chú Tú giống như một con người khác, mặc cho máu chảy ròng ròng, mặc cho đối phương đã nằm gục dưới đất bất động. Chú Tú vẫn đánh không chút nương tay, nương chân, thiếu điều muốn giết người. Mà nếu Vượng không ngăn cản, chắc có lẽ con dao Hoàn dùng đâm chú Tú đã cắm vào một vị trí nào đó trên cơ thể Hoàn rồi. Không gọi bố nữa, Vượng quay về phòng bác An. Bác An cũng vừa uống thuốc xong, không thấy ông hùng đâu bác an hỏi bố cháu đi đâu rồi vâng đáp à vâng chắc bố cháu đi gặp bác sĩ rồi singapore chiều ngày hôm ấy vậy là phải chia tay chị dung thật rồi <laughs> tiếc quá chúng ta còn nhiều chỗ chưa đi mà my nói dung mặt buồn rầu tiếc rẻ ờ tự nhiên lịch trình của bố chị thay đổi tối nay phải bay về việt nam luôn ước gì ở lại thêm với mọi người lâu hơn một chút nhưng dù sao dung cũng rất vui với chuyến đi sinh này được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ quan trọng hơn là được gặp những người bạn mới Dũng nhờ bác sĩ Thành phiên dịch cho Lý Cảnh và A Nghiêu. Anh Thành, nhờ anh nói với mọi người là nếu sau này có dịp tới Việt Nam, em sẽ trực tiếp đi đón và đãi mọi người tất cả những món ăn ngon nhất của Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam cũng không hề kém cạnh Singapore đâu nhé. <laughs> bác sĩ Thành dịch lại cho A Nghiêu cùng Lý Cảnh. Tất cả đều tươi cười và hẹn có dịp sẽ gặp lại. Bên ngoài đường, chiếc xe sang cùng anh tài xế đầu trọc đang đợi sẵn. Không biết trong mấy lần đưa đón vừa rồi, ông Trung và quả tài xế hầm hố kia đã làm quen nhau được nhiều không? Mà hôm nay thấy hai người đó tỏ ra rất thân thiết ông trung còn đặc biệt mua quà tặng cho tài xế lên xe dung hãy còn biện dịn vũ mi bác sĩ thành a nghiêu lý cảnh vẫy tay chào dung cùng với ông trung sau này về việt nam nhất định phải gặp đấy nhé tạm biệt dung cố thở đầu ra gọi với lại xe đi khuất dần trên xe ông trung hỏi có vẻ như con đã rất vui thì phải dung trả lời thế giới này thật rộng lớn bố nhỉ <laughs> cảm ơn bố đã cho con đi cùng mặc dù con biết con rất phiền phức két ông xe phanh gấp lại có một chiếc xe đi láo tạt đầu chiếc xe mẹt chờ hai bố con ông trung tài xế chọc đầu hạ kính xe dung thở hắt ra <laughs> lại nữa hả tài xế chọc đầu giơ ngón tay thối miệng chửi bậy dung ngớ người ra khi nghe thấy tay tài, tài xế vừa chửi một câu hình như là bằng tiếng việt quay sang nhìn bố thấy ông trung cười cười dung hỏi là bố phải không bố dạy ông ta chửi bậy à ông trung đáp ờ à, thì dạy mỗi câu ấy thôi ở à, phía bên trên ghế lái mặc dù đang chạy tiếp nhưng tài xế vẫn lẩm bẩm cậu ma mày Trước 169, bình phục hoàn toàn. Bệnh viện Việt Tiệp 5 giờ chiều, bác An sau khi ăn cháo và uống thuốc xong đã nằm ngủ thiếp đi. Vượng cũng vậy, nguyên một ngày mệt mỏi, Vượng cũng nằm trên trước ghế đệm dài trong phòng chợp mắt. Ông Hùng xuống căng tin mua cơm chiều cho hai bố con. Bỗng cửa phòng bệnh mở ra đột ngột, bước vội vào trong với gương mặt hớt hải là cô y tá của bệnh viện. Nhìn trong phòng không thấy ông Hùng đâu, cô y tá gọi Vượng dậy. Rồi rồi mắt Vượng hỏi, có chuyện gì vậy à? Cô y tá hỏi, bố em đâu rồi người nhà của bệnh nhân hoàn đâu rồi vượng đáp ờ hình như bố em đi mua cơm vừa đúng lúc ấy ông hùng tay cầm hai hộp cơm quay lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô y tá đã vội hỏi bệnh nhân hoàn không đi cùng anh sao ông hùng lắc đầu không có lúc tôi đi mua cơm vẫn nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường mà tôi đang tính gọi bác sĩ xem thế nào mà cậu ta hôn mê mãi chưa tỉnh lại cô y tá vội tiếp anh ta bị thương nặng gãy cả tay thì có thể đi đâu được cơ chứ vừa rồi tôi đến phòng thì không thấy anh ta đâu cả đặt vội hai hộp cơm xuống bàn ông hùng chạy ngay sang phòng bên cạnh trên giường bệnh không có ai trong nhà vệ sinh cũng không có mở tủ đựng thuốc ông hùng thấy bên trong có một mảnh giấy viết dòng chữ sư phụ tôi xin lỗi tôi đã sai rồi nắm chặt mảnh giấy trong tay ông hùng nói cậu ta bỏ đi rồi thằng khốn hóa ra nó không hề hôn mê bất tỉnh nó nằm đó và nghe được tất cả những gì mình nói đồ hèn mày lại chạy trốn thêm một lần nữa bố vượng khẽ gọi xoa đầu cậu con trai ông hùng thở hắt ra rồi mỉm cười đáp con đừng lo Mọi chuyện ổn cả rồi. Tối nay bố con mình ở lại bệnh viện trong Bắc An. Nếu ngày mai không có vấn đề gì, chúng ta sẽ về nhà. Ba tháng sau. Kể từ khi Hoàn bỏ trốn khỏi bệnh viện, không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Có vẻ như lời ông Hùng nói là đúng. Mọi chuyện đã ổn. Hoàn tiếp tục biến mất giống như 5 năm, năm về trước. Mặc dù lần trở lại này không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng ít nhiều cũng đã khiến gia đình ông Hùng bị xáo trộn trong khoảng thời gian ngắn. Nhất là bác An, phải đến tận bây giờ bác An mới ổn định được tâm lý. Nhiều đêm mất ngủ, thói quen đi chợ cũng thay đổi. Bác An không dám đi đường tắt nữa, mà chịu khó đạp xe đạp hơn. Nhà khóa trái nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Sau 3 tháng, hôm nay cả nhà tổ chức tiệc ăn mừng. Đó là buổi party thân mật có bác Đan, Tú, Tức Toàn, Tùng, Tức Trương, Chú Chuyên. Do ông Trung bận công việc nên không đến được, còn ông Phúc tránh mặt bởi trước đây ông Phúc từng gặp vượng một lần. Tiệc thịt nướng ngoài trời. Trước khi nhập tiệc, ông Hùng thông báo lý do tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay. Thời gian vừa qua, gia đình tôi rất cảm ơn mọi người. Những người có mặt tại đây ngày hôm nay. Đầu tiên là cảm ơn cậu Tùng, một bảo vệ cẩn mẫn. Tiếp theo đó là anh Chuyên, một người bạn của tôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi trong việc bảo vệ cháu vượng. Kế đến, vợ chồng em muốn cảm ơn Bắc Đàn thời gian qua bác đã giúp chúng em chăm sóc cho cháu vượng đôn đốc cháu trong việc học hành và cuối cùng vợ chồng tôi biết ơn cậu tú nếu không có cậu tôi không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn biến xấu đến mức độ nào nữa gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn cậu đã xả thân liều mình cứu cháu vượng tố tức toàn cười gượng ôi dạ chuyện xảy ra ba tháng rồi nay sếp còn nhắc lại làm gì cảm ơn thì trước đó cũng cảm ơn rồi nói nhiều ngại quá ông hùng tiếp đã là ân nghĩa thì cả đời không bao giờ được quên. Tôi đã muốn tổ chức một buổi gặp mặt như thế này để cảm ơn mọi người từ lâu rồi. Nhưng do công việc công ty thời gian gần đây bận rộn, mãi đến hôm nay mới có dịp. Ngoài ra, nhân buổi tiệc ngày hôm nay, tôi cũng có hai lý do quan trọng muốn thông báo để mọi người chung vui với gia đình chúng tôi. Chú chuyên nói, có gì thì bác chủ công bố luôn đi, làm anh em bọn tôi hồi hộp quá. Vợ chồng ông Hùng nhìn nhau mỉm cười gật đầu. Ông Hùng đặt tay lên vai vượng mừng rỡ thông báo. Lý do đầu tiên đó chính là cháu Vượng đã đoạt giải nhất cuộc thi chuyên toán toàn thành phố cho khối lớp 10 và sẽ là đại diện cho thành phố đi thi toàn quốc vào năm sau. Bên cạnh đó đội thi của cháu cũng đoạt giải nhất trong cuộc thi liên trường. Mọi người vỗ tay tán thưởng, Vượng ngại đỏ cả mặt, Vượng ấp úng. À, chuyện chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, con nghĩ lý do thứ hai mới đáng để chúng ta ăn mừng. Tú nóng ruột. Sếp công bố luôn lý do thứ hai đi cho mọi người đỡ hóng. Ông Hùng bấm điều khiển máy chiếu. Phát trên màn hình chiếu là một đoạn video Đoạn video này được gửi về từ Singapore cách đây 3 ngày trước. Trong video có một cậu nhóc cao lớn vạm vỡ đang đeo găng tay boxing đấm vào bao cát lớn được treo trong phòng tập. Người đang đeo găng đấm vào cát đó không ai khác chính là Vũ. Trong video, Vũ dừng lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vũ hỏi bác sĩ Thành, anh quay được chưa? Bác sĩ Thành đáp, chất lượng Full HD, em có muốn nói gì thêm không? Nhìn vào camera điện thoại, Vũ nhai răng ra cười, đồng thời tháo đôi găng tay boxing. Vũ thủ thế rồi cứ thế đấm vun vút vào khoảng không trước mặt. Vũ nói, Bố mẹ thấy rồi chưa ạ? <laughs> tay con đã được chữa khỏi, còn hơn cả mong đợi. Con có cảm giác như hai bàn tay của con chưa từng gặp tổn thương. Nếu không có gì thay đổi, hai tuần nữa con sẽ quay về Việt Nam. Bạn Vũ hỏi bác sĩ Thành. Nói vậy đủ ngầu cho anh. Bác sĩ Thành đáp. Ngầu loài, cầm hái anh chưa tắt máy. <laughs> Để anh gửi đoạn video này về Việt Nam. Hẹn gặp lại Việt Nam sau hai tuần nữa nhé. Kết thúc video, ông Hùng vui mừng thông báo tiếp lý do thứ hai của buổi tiệc. Trong đoạn video vừa rồi là con trai thứ hai của tôi. Thằng ấy gặp vài một tai nạn ở Việt Nam, khiến hai bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng sau 7 tháng điều trị bên Singapore, như mọi người thấy đấy, tay của Vũ đã phục hồi hoàn toàn và 11 ngày nữa, Vũ nó sẽ trở về Việt Nam. Đây là tin vui lớn nhất đối với gia đình tôi suốt thời gian vừa qua. Mời mọi người nâng ly chung vui với gia đình tôi, mời. Trong số tất cả những người có mặt trong buổi tiệc, khi ai cũng nâng ly rượu, chỉ có một mình Tú tức toàn là ngây người, bần thần đứng nhìn chăm chăm vào màn hình chiếu, mặc dù lúc này trên màn hình trắng chẳng có gì bỗng chốc tú tức toàn rơi nước mắt giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bậm trợn hầm hố sững sờ trong giây lát toàn bột miệng anh anh phong là là anh phong quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 26 của giả diện hoàng kim phần 2. rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn hẹn gặp lại mọi người trong tập 27. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc